Nam mô Tỷ Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa quý vị đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền, kính thưa các thân nhân gia đình liệt sĩ, thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa, hôm nay trong bầu không khí thiêng liêng hào hùng của dân tộc kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, và cũng là một duyên lành để chúng ta vân tập về đây dưới đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Thọ để cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, và thành kính tri ân những thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trong chiến tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Cũng không thể quên công ơn sinh thành dưỡng dục của những người cha, người mẹ để hiến dâng những người con ưu tú cho nền độc lập này. Nơi trận địa thịt tan xương nát, mảnh hình hài cho cỏ đất gió rung, trước tượng đài tổ quốc ghi công, cả dân tộc mang ơn anh muôn thuở. Mộ phần nơi đâu dầu dầu ngọn cỏ, nơi chiến trường vì nước quên thân, lòng thành toàn đảng toàn dân, nhớ người liệt sĩ lưu danh sử vàng. Trải dài theo những bước thăng trầm của đất nước, mái chùa luôn là nơi ghi dấu tích lịch sử, chứng kiến bao cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Từ kháng chiến chống quân Nguyên Mông, với tấm bia ghi chiến tích vẫn còn lưu giữ tới ngày hôm nay của ông cha ta, tới hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, lớp lớp các thế hệ những người con yêu nước đã xả thân để giành lại bình yên cho quê hương. Từng tấc đất chúng ta đứng hôm nay, từng ngọn cỏ cành cây, từ sông suối tới đồi núi đều thấm đẫm sự hy sinh xương máu của các anh, các chị, những người con yêu đất nước, yêu hòa bình đã viết lên những trang sử hào hùng cho dân tộc. Kiên cường chẳng kể gái trai, tuấn kiệt không phân già trẻ, đạo làm người được sáng thái dương, gương vị nước so dài thế kỷ. Mặc dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những đau thương mất mát của các gia đình có con em liệt sĩ và thương bệnh binh vẫn còn đây, hàng chục vạn ngôi mộ liệt sĩ, hàng chục vạn ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa có tên, hàng chục vạn gia đình vẫn chưa tìm thấy các anh, và nhiều nhiều hơn nữa các anh ra đi để trở về với đất mà không để lại một kỷ vật, một dấu tích gì cho đời, đi có mà về không. Anh tên gì hỡi anh yêu quý, không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại dấu ấn Việt Nam tạc vào thế kỷ. Đất nước ngày hôm nay xin ngài lần mãi mãi ghi nhớ tới các anh. Tổ quốc xin thành kính cảm tạ những gia đình, những người cha, người mẹ để hiến dâng những người con yêu quý cho sự bình yên của quê hương ngày hôm nay. Tri ân và báo ơn là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, và cũng là một trong những đạo lý căn bản của người con Phật. Đạo Phật luôn đồng hành cùng với dân tộc. Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước là một minh chứng. Khi tổ quốc lâm nguy, giặc dữ hoành hành, muôn vạn sinh linh lâm vào cảnh tang thương, đã có rất nhiều những nhà tu hành cởi cà sa khoác chiến bào cùng ra trận để bảo vệ tổ quốc. Nghe theo tiếng gọi từ núi sông, cà sa gửi lại chốn thư phòng, xong ra trận tuyến trừ hung bạo, thực hiện từ bi lực phải hùng. Như lời Phật dạy, việc đạo không rời việc đời, Phật pháp bất ly thế gian. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có rất nhiều nhà tu hành mặc áo lính xông pha vào nơi trận tuyến chống quân thù của thành nguyện Bồ Tát cứu độ chúng sinh, và rồi các nhà tu hành cũng xả thân và ngã xuống trên chiến trường, người đời không ai rõ về họ, để rồi lại một mũi pháp dắt tới cửa Phật cho đời. Đất nước hôm nay xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, và xin gửi ngàn lời cảm tạ đến những thương bệnh binh đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Lớp lớp các thế hệ ngày hôm nay và mãi về sau luôn tự hào về các anh. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo hồn thiêng dân tộc, các anh linh anh hùng liệt sĩ được siêu sanh về nơi tịnh cảnh,
các thương bệnh binh và gia đình có công với đất nước được hưởng an lành. Đất nước mang ơn các anh, ghi nhớ mãi các anh. Chúng ta, những người đang sống trong hiện tại và các thế hệ tương lai, nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đã tạo nên sự hồi sinh của mảnh đất Việt Nam yêu thương hình chữ S đơm hoa bên trái. Xin một lần nữa đối trước tượng đài các anh linh anh hùng liệt sĩ, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Thọ, cùng thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ và các Phật tử gần xa, xin đốt nén tâm hương kính cẩn nghi bình ghi lòng tạc dạ. Yeah.
nhập cầu trần biến nhập tỳ lữ hoa tạng giới ca trung vô sự bậc siêu luân thủy bậc thầy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiệm trần phàm tác từ kỳ phàm ưu hiền tòng thanh nê lương bồ tát nghe liêu đâu cam lo thuyền năng biển thập phương tình chuyện cấu huệ tình quyến trừ phổ sai đang tràng tập Bye.